chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Khởi động ngày mới, điểm hẹn tin tức thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của huyện Nậm Nhùn năm 2022, vào sáng ngày 19 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn long trọng tổ chức khai mạc lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ 3. Dự buổi lễ có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Lễ hội đua thuyền đuôi én huyện Nậm Nhùn lần thứ 3 có 5 đội tham dự với đường đua kéo dài 1.000 mét, cùng với đó là nội dung thi đấu các môn thể thao truyền thống của các dân tộc. Đây là dịp tưởng nhớ đến công lao của vua Lê Thái Tổ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, thông qua đó góp phần bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, đặc biệt là lễ hội đua thuyền đuôi én của đồng bào dân tộc Thái. Việc tổ chức lễ hội cũng là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng là hoạt động thiết thực để quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, làm tiền đề để phát triển du lịch, đồng thời là dịp để động viên tinh thần cho nhân dân, tạo sự gắn bó, giao lưu học hỏi giữa các dân tộc trên địa bàn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng cao để giảm áp lực cho các cơ sở thu dung điều trị tập trung, từ ngày 9 tháng 2, thì các F0 không triệu chứng trên địa bàn của huyện Sìn Hồ đã được cách ly điều trị tại nhà. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Kể từ ngày 9 tháng 2 năm 2022, huyện Sìn Hồ đã triển khai thực hiện thí điểm cách ly và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà trên địa bàn một số xã. Việc điều trị F0 tại nhà được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần giảm tải cho các cơ sở điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tạo tâm lý thoải mái cho người nhiễm bệnh. Cái gia đình mình F0 thì cũng là cái y tế và về cách ly tại nhà thì tôi cũng rất cảm ơn và gia đình cũng rất thực hiện, không đi đâu cả. Nhưng mà gia đình thì nó bây giờ không được ra ngoài thì em anh không cho ra thì nó thiếu cái thực phẩm, thức ăn, rất khó khăn, thế thôi. Có thể thấy, những F0 đang thực hiện điều trị tại nhà đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch và tự giác chấp hành các yêu cầu về phòng chống dịch trong quá trình cách ly điều trị tại nhà. Các xã, thôn bản cũng đã chủ động bảo đảm lực lượng hỗ trợ, bảo đảm đời sống cho các gia đình có F0 điều trị tại nhà, cũng như các gia đình thực hiện cách ly y tế. Cái trường hợp F0 cách ly y tế tại nhà, điều trị tại nhà ấy, thì cũng tuyên truyền cho bà con là không được đi tiếp xúc với F0. Còn thứ hai nữa là các F0 điều trị cũng thực hiện rất tốt theo quy định của y tế đề ra. Những trường hợp nhà có F0 đang điều trị ấy, thì anh em thì cũng hỗ trợ ví dụ như rau cỏ, thực phẩm. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Sìn Hồ có 152 F0 đang điều trị COVID-19, trong đó có 44 F0 đang thực hiện điều trị tại nhà thuộc 5 xã. Qua quá trình triển khai có thể thấy, việc điều trị cho F0 tại nhà đã tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi, tâm lý thoải mái, ít áp lực cho bệnh nhân. Đây được coi là giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả người nhiễm COVID-19. Đến thời điểm này, hiện tại trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã có 44 ca F0 điều trị tại nhà. Thì trong cái thời gian điều trị tính từ ngày 9 đến nay, thì cũng trong cái thời gian đấy thì các bệnh nhân F0 điều trị tại nhà hầu như không có biểu hiện không có những cái diễn biến xấu. Và các bệnh nhân điều trị này, các bệnh nhân này được điều trị tại nhà hầu như là những bệnh nhân chỉ có cái triệu chứng nhẹ, là có bệnh nhân có ho, có rát họng. Khi triển khai điều trị tại nhà thì đến thời điểm này thì các bệnh nhân đã hầu như đã đi và đã đến cái thời điểm là diễn biến bệnh nó đã thuyên giảm nhiều. Hiện nay điều trị F0 tại nhà chính là tiếp cận với tầng điều trị ban đầu trong phân tầng gồm 5 tầng theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Nếu việc chăm sóc F0 tại nhà được tổ chức tốt, sẽ giúp cho người nhiễm COVID-19 được điều trị tốt hơn, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế và giảm tỷ lệ tử vong. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh mạnh và có mưa, từ ngày 19 cho đến ngày 23 tháng 2 năm 2022, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra đợt rét đậm rét hại trên diện rộng. Tại các khu vực vùng núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Lai Châu, có khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 4 đến 6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Vì thế, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong toàn tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để khuyến cáo bà con bảo vệ an toàn cho đàn gia súc trong thời tiết lạnh giá.
Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu để bảo vệ cho đàn vật nuôi cũng như là cây trồng thì Ủy ban Nhân dân các huyện trên địa bàn đã ra các chỉ thị văn bản chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm soát cũng như là xây dựng phương án thích ứng với khí hậu thời tiết rét đậm rét hại. Ủy ban Nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh đã cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống đói rét như di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt, gia cố che chắn chuồng trại, sưởi ấm, bổ sung thức ăn cho đàn vật nuôi, đảm bảo mực nước nuôi cho thủy sản, che phủ bề mặt ao nuôi, tạo nơi trú ẩn cho cá. Đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng do rét. Tôi xem TV thấy báo rét đậm rét hại, nhà gia đình tôi lùa đàn bò về để phủ ấm cho đàn bò và cả trâu. Thế vậy chúng tôi đã thành lập cái nhóm Zalo để trực tiếp chỉ đạo trên nhóm, tức là triển khai các cái văn bản và các ý kiến chỉ đạo, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và các ý kiến lãnh chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí trưởng ban và phó ban chỉ đạo của huyện đến từng cơ sở. Thứ nhất là tuyên truyền cho người dân là không thả rông gia súc trên rừng và có thực hiện cái thủ tục là chăn dắt vào buổi tối thì mang về nhà để giữ ấm cho trâu bò. Thế và tuyên truyền với người dân là thực hiện cái việc hỗ trợ bổ sung cái thức ăn tinh cho gia súc, thế và hỗ trợ gọi là tăng cường cái việc là cắt cỏ rồi là để giữ trâu bò ở nhà trong những cái khi mà nhiệt độ xuống thấp. Toàn tỉnh hiện có tổng đàn gia súc đạt trên 307.000 con, trong đó gần 120.000 con đại gia súc, đàn trâu nhiều nhất với hơn 92.000 con. Hiện tại đã có gần 70% số hộ có chuồng trại đảm bảo theo quy định và số hộ có dự trữ thức ăn đạt trên 60%. Khí hậu thời tiết tại Lai Châu cũng như các địa phương tại Tây Bắc đang chuẩn bị bước vào một đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa. Vì thế, việc đảm bảo an toàn cho đàn gia súc đang là vấn đề trọng tâm của ngành nông nghiệp hiện nay. Bên cạnh việc là hướng dẫn tuyên truyền các hộ dân dự trữ thức ăn, thì vận động họ là đưa gia súc từ chăn thả rông ở như rừng, ở như nương về để nuôi ở nhà. Thứ hai là tu sửa lại chuồng trại, xây dựng chuồng trại. Với các biện pháp đã và đang thực hiện, cùng với sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên liên tục của các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn và sự chủ động phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi của người dân sẽ hạn chế đến mức tối đa thiệt hại do thời tiết rét đậm rét hại gây ra, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, với 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của tỉnh chiếm 84,6%, trong đó thì có những dân tộc thiểu số đặc biệt ít người như là Lào, Lự, Cống, Mảng, La Hủ, Si La, Khơ Mú. Những năm qua, việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước thực sự đi vào cuộc sống, thì công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số đã được các cấp chính quyền trong toàn tỉnh coi là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện và bền vững. Cuối năm 2021 đánh dấu sự kiện Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông Toàn quốc lần thứ 3, được khai mạc tại tỉnh Lai Châu với chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển. Ngày hội góp phần đẩy mạnh giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển kinh tế du lịch bền vững. Em cảm thấy vô cùng tự hào khi mà Lai Châu được vinh dự tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ 3. Bản thân em cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy phấn khởi bởi vì là sẽ có cơ hội để quảng bá cái vẻ đẹp của dân tộc Mông đến với đồng bào cả nước nói chung. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn gắn với phát triển du lịch. Cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã chủ động khơi dậy, phát huy tiềm năng giá trị di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong nhân dân. Đồng thời, lựa chọn một số giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của các dân tộc, phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sức cạnh tranh, thu hút du khách. Năm nay thì thứ nhất cũng là do có cái dịch COVID ấy, thì khách thì cũng ít. Nên ngoài việc tham gia vào dịch vụ homestay thì gia đình cũng trồng lúa, vậy trồng rong giềng,
các nông sản, nhiều nông sản như là ngô, khoai sắn để phục vụ cho gia đình. Những năm qua, nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc được tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, như đề án kiểm kê 13 dân tộc thiểu số, đề án kiểm kê danh mục di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Giấy, Lào, Lự, Mạng, Khơ Mú, Si La. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức các lớp truyền dạy kỹ thuật sử dụng nhạc cụ và các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ các tộc người trên địa bàn tỉnh trước nguy cơ mai một, thất truyền của dân tộc. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc đã được các cấp, các ngành quan tâm. Đặc biệt là bước vào đầu nhiệm kỳ 2020-2025, thì tỉnh ủy và Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành cái nghị quyết số 04 về bảo tồn phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các cái dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Thế thì với cái tinh thần là việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa này ở Lai Châu thực hiện trong cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại Lai Châu. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng và triển khai các đề án, dự án gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa của từng dòng họ, tộc người, đặc biệt là các dân tộc chỉ có ở tỉnh Lai Châu, gắn với phát triển du lịch cũng như quảng bá, giới thiệu hình ảnh thân thiện, mến khách đến với du khách trong nước và quốc tế. Gắn phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới với phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng. Nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Ủ, huyện Mường Tè đã chung sức đồng lòng cùng với cấp ủy chính quyền, nhân dân ở nơi đây xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ở vùng biên cương. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong tham gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Ủ đã xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn kết quân dân và là tiền đề quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Đến bản Tân Biên, xã Pa Ủ vào một ngày nắng đẹp, khung cảnh làng bản tràn ngập màu xanh bởi màu áo của các chiến sĩ biên phòng xen lẫn sắc màu sặc sỡ của trang phục đồng bào La Hủ. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Ủ huy động bà con nhân dân cùng dọn dẹp đường bản, đường ra vùng sản xuất đã trở thành công việc thường xuyên, duy trì hàng tuần và đi vào nếp sống sinh hoạt của đồng bào La Hủ nơi đây. Khi mà được cán bộ chiến sĩ xuống đây giúp làm thì bản thân em cũng đã xuống. Bản thân em cũng đã ra đây làm cùng các chị em để tạo cho môi trường xanh sạch đẹp. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đồn biên phòng Pa Ủ thực hiện các kế hoạch do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu triển khai. Nổi bật như các chương trình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, bò giống giúp người nghèo biên giới, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, vân vân. Từ đó triển khai các mô hình, sáng kiến giúp dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Năm 2021, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực của xã đạt 120,2%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.000 tấn, vượt 1,05% so với kế hoạch và nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã giao. Bản Tân Biên là ở gần đó Pa Ủ, Ba Đây Chí thì cũng được trên đồ các chiến sĩ, các đồng chí quan tâm để bà con thường xuyên tuyên truyền cho bà con như cái về cháy phép không cháy phép phát lụa, thường xuyên xuống quét dọn cùng bà con bảo là môi trường xanh sạch đẹp để chống dịch. Những bước chân thầm lặng, những ánh đèn rọi sáng trong đêm tối cũng là hành trình của các chiến sĩ mang quân hàm xanh đang ngày đêm bảo vệ cho vùng biên bình yên, giúp bộ mặt nông thôn có thêm khởi sắc. Đến nay, việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xã Pa Ủ đã đạt 11 trên 19 tiêu chí. Trong đó các tiêu chí về giao thông, trường học, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội đã có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Ủ. Thì trong những năm qua, thì dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, thì đồn biên phòng Pa Ủ cũng đã lãnh chỉ đạo cán bộ chiến sĩ là giúp dân thực hiện rất nhiều các mô hình, từ trồng trọt, chăn nuôi, rồi thì các mô hình về bò sinh sản, mô hình về dê thương phẩm và các cái cây trồng để hướng dẫn một cách cụ thể chi tiết để
tỉ mỉ để bà con nhận thức được và thấy được là ý nghĩa, là hiệu quả của chính những cái mô hình đó. Thì qua đó là giúp bà con sẽ hưởng ứng nhiệt tình hơn và cùng với bộ đội biên phòng nâng cao được cái chất lượng cuộc sống của đồng bào, cũng như là bộ mặt, cũng như là nền kinh tế, xã hội của toàn xã. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân của những người lính mang quân hàm xanh đối với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Những việc làm thiết thực và hiệu quả của cán bộ chiến sĩ không chỉ ở riêng đồn biên phòng Pa U mà tất cả các chiến sĩ bộ đội biên phòng Lai Châu không những góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân nơi biên giới, để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Năm 2022, tỉnh phấn đấu thành lập mới 20 hợp tác xã trở lên. Đến năm 2025, có 70% số xã có hợp tác xã, 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới có hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Theo đó, phấn đấu thu hút mới 200 thành viên tham gia hợp tác xã và 300 lao động trở lên làm việc thường xuyên trong các hợp tác xã. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động tăng 10% trên năm. Trong đó, phấn đấu xây dựng từ 3 mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và 5 hợp tác xã đạt OCOP từ 3 sao trở lên. Để đạt các mục tiêu này, tỉnh tiếp tục đổi mới, phát triển hợp tác xã theo chiều sâu, trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, giá trị của hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012. Khuyến khích tạo điều kiện phát triển mới hợp tác xã, tăng tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác xã gắn với đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh và đời sống của thành viên. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, khiến 4 người bị thương, không có người tử vong. So với cùng kỳ, giảm 2 vụ, 1 người chết và 6 người bị thương. Cùng với đó, tại các địa phương, không ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, tụ tập phương tiện cơ giới đường bộ, gây rối trật tự công cộng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 3 trường hợp, xử lý 6 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền gần 5 triệu đồng, tạm giữ 2 xe mô tô. Những kết quả trên cho thấy công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán đã được các lực lượng chức năng trong tỉnh cùng cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân từng bước được nâng lên. Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống thủy lợi, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình chính sách hỗ trợ như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, phát triển nông nghiệp, đồng thời huy động các nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân và sự đóng góp tiền ngày công lao động của người dân để nạo vét, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng. Đến nay toàn tỉnh có khoảng 983 công trình, trong đó có 4 hồ chứa, 979 công trình tưới tự chảy. Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích ao nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt trên 987 ha, tăng hơn 11 ha so với tháng 1 năm 2022 tại huyện Mường Tè. Toàn tỉnh cũng có thể tích bể nuôi cá nước lạnh như cá tầm, cá hồi, đạt gần 21.600 mét khối, tăng hơn 1.500 mét khối tại huyện Tam Đường. Thể tích nuôi cá lồng ước đạt gần 150.000 mét khối, tăng trên 1.800 mét khối tại huyện Nậm Nhùn. Với tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên trong tháng 2 ước đạt 135 tấn, trong đó sản lượng nuôi cá ao, cá lồng 110 tấn, sản lượng nuôi cá nước lạnh 12 tấn, sản lượng khai thác đạt 13 tấn. Để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, các địa phương đã chú trọng xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất theo hình thức tổ hợp tác xã, các chi hội nuôi thủy sản để trao đổi thông tin, hỗ trợ sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả, giảm giá thành sản xuất. Năm 2022, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao thu ngân sách nhà nước tại quyết định 2248 ngày 7 tháng 12 năm 2021 và nghị quyết số 64 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 2.250 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa là 2.180 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 70 tỷ đồng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, Cục Thuế tỉnh đề ra 11 giải pháp thực hiện, trong đó tập trung vào theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, xác định các nguồn thu tiềm năng, các khoản thu, sắc thuế tiềm ẩn khả năng thất thu để có giải pháp quản lý hiệu quả. Phối hợp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thuế,
tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, dịch vụ thuế điện tử theo kiến trúc và công nghệ mới, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế thuận lợi, chính xác. Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.